Vô. Anh làm mấy con tôm cho con tạc à. Mấy mấy ăn cho ăn chứ nữa. Có chín con à, đủ đi mấy con. Chào anh Dũng với Thanh nhanh ơi. Chúng mình hay thầy cho Phá Lấu nhậu với thầy. Anh Phá Lấu rồi. Phá Lấu rồi. Không biết anh cũng biết anh gì thầy. Anh à, dạ. Đó học trò với ông cô hai mà. Ăn cái gì ăn thì bỏ tiền ăn đi ba đủ bây giờ làm chủ tiệm ăn 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 cái gì. Con này bự quá thầy ăn trước nha. Nè nè nè, thầy gửi lời xin lỗi mấy bạn trước nha. Ở đây có 8 con à. Thôi để bố già ăn trước nha. Đây nào cũng thèm này đó. Hả? Mình muốn ăn được. Ở nhà không? Chắc nhìn lên chưa? Để nó nói nó buông đi ngửa luôn cái này. Cái nào nó giật giật lên. Món của thầy dễ dầu gì chi. Dễ đúng không? Không hỏi ăn hả thầy? Không gì không biết thầy không la cô tét gì từ con sắp bóp à không 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 nào không nào không hay với hưng thầy không hả à. Hùng la cô te hùng la cô te bóp lên rèn chào thầy và sư mẫu cho con một con với thầy bên Lê bữa con ăn với thầy con nước mắt chảy ròng ròng. Thank you.
thôi. Thái Mỹ, đường nào chạy qua liền à đẹp? Thái Mỹ. Không biết thầy. Bạn nghe giống tàu bạn ơi, bạn nghe được không? Tàu. Nghe bãi sao, bãi thị dân á. Nghe được không? Kéo có đâu không biết. Có bóng tay không chừng có. Đây bạn. Cái này gọi là chim mắm vố. Dạ. Ăn không được thì đừng kêu thầy kêu mà bắt đầu cho mắm chó dạng giống như luộc chín ăn như thế này. Anh già đầu vụ đúng không? Ngon gì, ngon gì. Nguy hiểm quá. Ờ, cầm
anh dạ, anh dạ. Ông tên Duyên. Tên Duyên mày. Quảng mang. Mày xin ông đâu né đâu mà né. Mấy đợt trước né được mà. Đợt trước ăn mang đi chịu đợt này đâu má. Đúng rồi luôn, ngon, ngon. Tôi nói trên quảng ngon không? Quá, đổ rồi. Ngon không? Đen. Tới ai, tới ai, tới ai? Chiến, chiến, chiến. Ai trong quảng không biết sợ. Cứ làm cũng kê. Đâu rồi, chiến này rồi. Nhắm cái này trong này nó nhiều không? Anh bỏ miếng đường vô nữa. Nhớ ai thêm này không? Mèo em có. Ai thêm, ai thêm. Rộng rồi đây. Anh thấy sao anh coi không?